Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc mũ che tai cho bé. Thì chiếc mũ này mình hướng dẫn là móc cho bé 1 tới 2 tuổi, có số đo vòng đầu là khoảng 46 tới 48 cm. Các bạn có thể móc cho bé của các bạn tùy theo độ tuổi và số đo vòng đầu tương ứng. Thì để tính cái số đo khi mà mình móc mũ thì các bạn sẽ lấy thước đo vòng đầu của bé. Mình dùng thước dây, mình đo vòng đầu của bé. Các bạn đo từ phía trước trán và vòng ra phía sau gáy. Thì vòng một vòng như vậy các bạn xem được bao nhiêu cm, đó là chu vi vòng đầu. Còn nếu như các bạn không tiện đo thì hiện nay cũng có một số bảng ghi số đo tương ứng theo độ tuổi, các bạn có thể lên trên internet và các bạn tìm bảng số đo vòng đầu của bé thì các bạn sẽ thấy người ta ghi tương ứng là mấy tuổi thì vòng đầu khoảng bao nhiêu, thì mình cũng dựa vào cái bảng đó để mình móc, cũng không có sai số là bao nhiêu cả. Đầu tiên thì mình sẽ đo vòng đầu của bé. Như mình nói ở đây bé 1 tới 2 tuổi thì mình móc vòng đầu là 48 cm. Thì các bạn sẽ ghi ra vòng đầu của bé chu vi là 48 cm. Thì chúng ta sẽ móc từ trên đỉnh và chúng ta móc tròn to ra, và các bạn sẽ thấy là mình sẽ móc từ trên đỉnh mũ và mình móc to ra cho tới khi nào mà cái vòng đầu này, cái mũ này nó to ra tương ứng với lại số đo vòng đầu của bé. Thì như thế nào để vừa với đầu của bé thì chúng ta sẽ tính cái đường kính của cái vòng tròn mà mình móc thêm từ đỉnh mũ, móc tròn to ra, chúng ta sẽ tính cái đường kính của cái mũ này. Thì vòng đầu của bé 48 cm là chu vi 48 cm, thì muốn tìm đường kính chúng ta sẽ lấy chu vi và chúng ta chia cho 3,14. 3,14 là số pi đó các bạn. Thì chúng ta sẽ ra được cái đường kính mũ mà chúng ta cần phải móc. Thì ví dụ ở đây chia ra tương ứng là khoảng gần 15 cm. Thì mình sẽ móc cái mũ này từ trên đỉnh và mình thêm ra sao cho cái đường kính này nó to khoảng 15 cm, có sai số một xíu, tới khoảng 14,5 đến 15,5 đều được, bởi vì len thì nó có sự co giãn không sao cả. Thì các bạn sẽ tùy vào số đo bé của mình mà các bạn móc cái đường kính này tương ứng. Thì ở đây mình móc đường kính của mũ này sẽ là 15 cm, thì mình sẽ móc từ đỉnh xuống, mình thêm tròn ra, khi nào được 15 cm mình sẽ không thêm nữa và mình sẽ móc thẳng xuống thành mũ. Thì ở đây mình dùng len Miu cô tông thì mình móc kim 3,5 cm, các bạn cũng có thể móc kim 3 mm cũng được, nhưng mà mình móc kim 3,5 mm thì nó có cái sự rộng rãi hơn một chút xíu. Các bạn móc mà len gì cũng được hết, nhưng mà mình móc mũ mùa đông ấm tay cho bé thì mình móc miu cô tông để cho nó có cái sự mềm mại và ấm áp. Các bạn cũng có thể biến tấu kiểu mũ này thành rất là nhiều mũ khác nhau. Ví dụ như ở đây mình móc mũ từ trên đỉnh xuống và tính theo như số đo giống như mình vừa hướng dẫn các bạn, đó là lấy chu vi và chia cho 3,14 thì ra đường kính, thêm mũi ra cho đủ số đo và mình móc thẳng xuống thành mũ như thế này. Chiếc mũ này thì rất là đơn giản, các bạn nhìn là các bạn cũng có thể móc được, là chúng ta chỉ móc thêm tròn ra, móc thẳng xuống chứ tới khi mà vừa mũ thì mình khâu một số hàng cuối này thành cái nơ như thế này thì thành một chiếc mũ cho bé gái rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc chiếc mũ này. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Bạn nào mà chưa biết tạo vòng tròn ma thuật thì các bạn có thể lên trên YouTube và các bạn xem những cái hướng dẫn vòng tròn ma thuật mà có rất là nhiều bạn hướng dẫn rồi. Mình cũng có hướng dẫn ở trong những video trước thì các bạn có thể xem lại.
để biết cách tạo vòng tròn ma thuật. Bây giờ mình cũng sẽ tạo lại cho các bạn xem hơi chậm một chút xíu để các bạn dễ theo dõi. Thì đầu tiên mình cũng sẽ để len giống như là khi mà mình cầm len mình móc vậy đó. Đó là các bạn để sợi len, kẹp sợi len vào giữa ngón út và ngón áp như thế này. Rồi đưa sợi len lên trên. Ngón cái và ngón giữa chúng ta cầm sợi len. Thì đây là tư thế mà chúng ta thường cầm len chúng ta móc. Khi mà tạo vòng tròn ma thuật thì mình sẽ lấy cái sợi này, mình vòng qua ngón giữa này. Mình vòng hai vòng. Ở đây mình tạo vòng tròn ma thuật đôi là mình vòng hai sợi để cho nó có cái sự chắc chắn hơn. Thì sau khi các bạn vòng hai vòng len thì các bạn sẽ lấy kim xỏ qua bên dưới hai vòng len này và lấy cái sợi len mà chúng ta ở trên tay này, các bạn lấy qua. Sau đó các bạn móc một mũi bính. Mũ này thì mình móc bằng mũi kép cho nên là mình sẽ móc mũi đầu tiên là mình móc 3 mũi bính. 3 mũi bính này là một mũi đầu tiên. Sau đó mình sẽ móc vào bên trong cái vòng tròn này. Các bạn bây giờ có thể gỡ cái vòng tròn này ra khỏi ngón tay. Thì mình sẽ đâm kim vào bên trong cái vòng tròn này. Mình móc mũi kép. Đây, mình móc vào bên trong vòng tròn này. Các bạn sẽ móc lần lượt cho mình 11 mũi kép nữa. Cộng với lại 3 cái mũi ở bên đầu này, 3 cái mũi bên đầu này tính là một mũi kép đầu tiên. Thì các bạn sẽ móc thêm 11 mũi kép nữa để thành tổng cộng là 12 mũi kép. Ở đây cái sợi len của mình nó bị thắt nút vào, mình sẽ gỡ ra để chút nữa mình dễ rút cái sợi len. Rồi, sẽ móc vào đây tổng cộng là 11 mũi kép cộng với lại 3 mũi ban đầu là được 12. Sau khi các bạn móc đủ 11 mũi kép thì các bạn sẽ cầm cái sợi len này và chúng ta sẽ kéo để rút cái vòng tròn này khít lại. Thì bởi vì lúc nãy mình vòng tròn đôi thì phía trong này sẽ có hai sợi. Bây giờ mình cầm sợi thừa này mình rút thì sẽ có một sợi co vào. Các bạn sẽ cầm đúng cái sợi mà vừa co vào này để các bạn rút trước. Thì các bạn rút theo chiều, cùng chiều với lại cái sợi thừa này. Các bạn sẽ cầm đây và mình rút cùng chiều với lại cái sợi thừa này. Đấy. Sau khi rút một sợi thì chúng ta sẽ cầm sợi này chúng ta rút vào. Như vậy là vòng tròn đã khít lại. Và các bạn sẽ nối lại với lại mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. 3 mũi bính lúc nãy chúng ta móc là mũi đầu tiên đó. Bây giờ mình sẽ nối vào đỉnh của 3 cái mũi bính này. Các bạn nối vào bằng một mũi trượt. Như vậy là chúng ta đã xong vòng thứ nhất. Tiếp tục vòng thứ hai thì mình sẽ bắt đầu thêm mũi. Các bạn móc lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này là một mũi kép. Các bạn sẽ móc một mũi kép vào cùng chân với lại 3 mũi bính này. Tiếp tục chúng ta sẽ móc vào mũi tiếp theo. Khi mà các bạn móc các bạn giấu luôn cái sợi thừa này nha. Các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Cứ lần lượt như vậy cho tới hết cái vòng này. Cứ một mũi này thì chúng ta móc vào 2 mũi kép.
Các bạn móc như vậy cho tới hết vòng thì chúng ta sẽ được tổng cộng là 24 mũi. Sau khi chúng ta móc xong vòng này thì các bạn cũng sẽ kết với lại mũi đầu tiên. Mũi đầu tiên tức là ba mũi bính ban đầu nghe các bạn. Các bạn sẽ kết vào mũi bính thứ ba này. Đếm từ dưới lên 1 2 3 thì các bạn kết vào mũi bính thứ ba này. Các bạn sẽ kết một mũi trượt vào đây. Tiếp tục lên vòng thứ ba chúng ta cũng sẽ móc lên 3 mũi bính. Bây giờ chúng ta sẽ thêm mũi xen kẽ, đó là một mũi kép bình thường và một mũi kép chúng ta móc thêm mũi. Mũi đầu tiên là một mũi kép thì mũi tiếp theo chúng ta sẽ thêm mũi. Các bạn sẽ thêm mũi và mũi tiếp theo đó là các bạn sẽ móc hai mũi kép vào cùng một chân. Tiếp tục mũi tiếp theo móc một mũi kép, hai mũi kép vào cùng một chân, một mũi kép, rồi lại hai mũi kép vào cùng một chân. Chúng ta cứ thêm mũi xen kẽ như vậy, cứ một mũi bình thường và một mũi thêm. Các bạn móc như vậy cho tới hết vòng. Và sau khi móc xong thì các bạn cũng sẽ nối lại với mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Và chúng ta sẽ bắt đầu móc lên vòng tiếp theo. Các bạn cũng sẽ móc 3 mũi bính. Thì vòng này chúng ta cũng tiếp tục thêm mũi. Các bạn móc hai mũi kép bình thường và một mũi thêm xen kẽ với nhau cho tới hết hàng. Ở đây mũi đầu tiên là một mũi, các bạn sẽ móc mũi tiếp theo là một mũi bình thường không thêm mũi. Mũi tiếp theo chúng ta mới thêm. Và tiếp tục các bạn sẽ móc cứ hai mũi kép thì các bạn thêm mũi một lần. Các bạn thêm như vậy cho tới hết vòng. Vòng tiếp theo chúng ta sẽ thêm mũi xen kẽ giữa 3 mũi kép với nhau. Cứ 3 mũi kép thì các bạn móc 1 mũi thêm. Các bạn thấy là chúng ta thêm mũi tịnh tiến. Bắt đầu là 1 mũi kép, 1 mũi thêm, sau đó là 2 mũi kép, 1 mũi thêm, rồi 3 mũi kép, 1 mũi thêm. Các bạn cứ thêm mũi như vậy để cho cái vòng tròn này nó to ra. Thì chiếc mũ này mình móc cho bé 1 tuổi thì mình thêm mũi đến và vòng thứ 5 mũi kép, một mũi thêm thì mình sẽ không thêm mũi nữa. Các bạn cứ thêm ra như vậy. Ở đây đang là vòng 3 mũi kép, một mũi thêm, thì sau khi móc xong cái vòng 3 mũi kép này mình sẽ móc tiếp một vòng là 4 mũi kép, một mũi thêm, rồi tới một vòng là 5 mũi kép, một mũi thêm thì đủ cái số đo mà mình muốn móc. Sau khi mà mình móc xong cái vòng mà 5 mũi kép, 1 mũi thêm thì mình sẽ dừng lại không thêm mũi nữa, bởi vì lúc này cái
đường kính của mình đã đủ cái số đo mà mình cần, đó là 15 cm. Nếu như các bạn móc bằng kim nhỏ hơn hoặc là len khác nhỏ hơn mà chưa đủ số đo thì các bạn tiếp tục thêm mũi ra cho đủ cái đường kính mà chúng ta đã tính toán ban đầu, đó là 15 cm. Hoặc là nếu như các bạn móc kim to hơn và len to hơn thì cái số vòng thêm này sẽ phải giảm đi để sao cho đúng cái số đo mà chúng ta cần. Thì sau khi mà mình thêm mũi ra đủ số đo này rồi, mình không thêm mũi nữa thì bắt đầu mình móc xuống. Các bạn cứ móc mũi kép toàn bộ cho tới khi nào mà chiều dài của mũ tính từ đỉnh xuống. Các bạn sẽ tính từ đỉnh xuống, đo từ đỉnh mũ này xuống cho tới khi nào mà chiều dài của mũ được khoảng 15 cm. 15 cm là các bạn tính từ đỉnh xuống tới phần vừa chạm vào tai thôi, đó là 15 cm. Bởi vì ở đây chiếc mũ mình sẽ làm thì nó có thêm cái phần che phủ ở tai này, thì mình chỉ móc từ đỉnh xuống tới phần vừa tới tai thì mình sẽ móc cái phần che tai này xuống. Còn nếu như các bạn không có móc cái phần che tai này thì các bạn sẽ móc thẳng giống như là chiếc mũ chúng ta móc thẳng xuống như thế này, thì các bạn sẽ phải móc từ đỉnh xuống che phủ hết tai thì các bạn sẽ phải móc khoảng 18 cm. Thì mũ này nó mới che hết tai, còn nếu như các bạn móc chỉ 15-16 cm thôi thì nó sẽ không có che hết cái phần tai được. Tùy theo kiểu mũ mà các bạn muốn làm thì các bạn sẽ móc cái số đo tương ứng. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc kiểu mũ che tai, cho nên là các bạn sẽ móc từ đỉnh móc xuống thì 15 cm là chúng ta sẽ dừng lại để chúng ta sẽ móc cái phần tai này nghe các bạn. Sau khi mà chúng ta móc thân mũ được khoảng 15 cm thì các bạn sẽ bắt đầu móc phần che tai. Phần tai thì chúng ta sẽ móc lần lượt mỗi bên, móc hết bên này thì sẽ nối lên vào để móc tiếp bên này, còn ở phần giữa này chúng ta sẽ không móc. Chiếc mũ này thì mình có phối màu, hai màu len. Các bạn có thể phối màu tùy ý hoặc là móc cùng một màu len cũng được, không sao hết. Thì trước tiên chúng ta sẽ đánh dấu cái vị trí mà cần móc tai để cho cân đối. Thì các bạn sẽ đánh dấu vị trí đầu tiên, đó là cái mũi mà chúng ta đang móc, mũi cuối cùng chúng ta đang móc. Thì đây là vị trí đầu tiên tính về phía bên trái. Các bạn sẽ đo về phía bên trái khoảng 10 cm, 10 hoặc là 11 cm. Ở đây mình lấy 10 cm rồi chúng ta sẽ đánh dấu lại để làm vị trí đầu tiên. Vị trí thứ hai đây. Đây là khoảng để che tai đầu tiên, thì các bạn sẽ đếm được khoảng 18 mũi kép. Một bên tai sẽ là 18 mũi kép. Sau đó các bạn sẽ gấp vào như thế này để cho hai cái vị trí đánh dấu nó trùng với nhau. Thì các bạn sẽ thấy là tính từ ngoài mép mũ tính vào thì mỗi bên là khoảng 9 mũi kép. Tương tự bên này chúng ta cũng sẽ đếm từ ngoài mép mũ, các bạn sẽ đếm vào 9 mũi và các bạn đánh dấu vào. Ở phía sau này cũng vậy. Phía sau này thì các bạn cũng đếm tổng cộng là 18 mũi. Các bạn đánh dấu vào. Như vậy các bạn sẽ thấy là các vị trí đánh dấu này nó sẽ tương đối là cân đối với nhau. Còn nếu như các bạn không đánh dấu trước thì có thể là nó sẽ có sự
sai lệch. Bây giờ mình sẽ móc một bên này trước, rồi bên này thì mình sẽ móc sau. Phần tai mũ chúng ta cũng móc mũi kép và sẽ giảm mũi dần để tạo thành hình tam giác. Thì các bạn đầu tiên các bạn cũng sẽ móc 18 mũi kép cho tới cái vị trí đánh dấu ở bên này. Bắt đầu cũng là 3 mũi bính và các bạn móc mũi kép cho tới chỗ mà chúng ta đánh dấu. Tổng cộng ở đây là mình làm là 18 mũi kép. Còn các bạn có thể tùy theo cái mũ của các bạn đo và tính toán như thế nào đó để cho cái số mũi này nó phù hợp. Tới cái vị trí bên này thì các bạn sẽ gỡ cái kim gài này ra. Chúng ta sẽ chỉ móc ở khoảng này. Những mũi còn lại chúng ta sẽ không móc. Bây giờ các bạn sẽ quay ngược lại để các bạn sẽ móc tiếp vào. Mình sẽ giảm mũi ở hai đầu và giảm một mũi ở chính giữa, thì các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính. Tiếp tục chúng ta sẽ móc một mũi kép giảm, đó là từ hai mũi kép chúng ta móc còn một mũi. Các bạn sẽ lấy lên và móc giống như mũi kép, nhưng không, chỉ lấy lên qua một lần thôi, còn lại hai sợi trên kim như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ móc mũi thứ hai và lấy lên qua một lần hết cả ba sợi thì được một mũi. Đây là từ hai mũi chúng ta giảm thành một mũi. Các bạn sẽ móc mũi kép cho tới khi mà các bạn tới vị trí chính giữa của tai. Thì chúng ta sẽ giảm mũi thêm một lần. Tiếp tục móc cho tới cuối hàng. Đến 3 mũi cuối cùng này thì các bạn sẽ lấy 2 mũi giảm thành 1. Lấy 2 mũi này chúng ta giảm thành 1. Mũi cuối cùng thì các bạn vẫn móc như bình thường. Tiếp tục chúng ta sẽ quay ngược lại và cũng giảm mũi hai bên và một mũi ở chính giữa. Mũi đầu tiên mình sẽ móc 3 mũi bính không giảm mũi. Tính từ mũi thứ hai thì các bạn mới bắt đầu giảm mũi. Cho tới vị trí mà các bạn mới giảm mũi ở hàng trước đây. Mình sẽ giảm một mũi chính giữa. Và lại móc cho tới cuối hàng. Tiếp tục các bạn sẽ giảm mũi ở phần cuối này. Và mũi cuối cùng thì vẫn móc bình thường.
Hàng tiếp theo các bạn cũng giảm mũi tương tự như vậy. Chúng ta sẽ giảm mũi ở hai bên và một mũi ở chính giữa. Mũi cuối cùng thì các bạn vẫn móc bình thường. Hàng tiếp theo, chúng ta cũng sẽ tiếp tục giảm mũi. Lúc này thì các bạn thấy số mũi đã còn lại rất ít. Chúng ta sẽ giảm mũi hai bên và mũi ở chính giữa. Mũi đầu tiên và mũi cuối cùng thì vẫn móc bình thường. Các bạn thấy là nó đã thu nhỏ lại như thế này. Tiếp tục, mình vẫn sẽ giảm mũi cho tới hết. Thì ví dụ như ở đây chỉ còn lại 9 mũi thì mình vẫn giảm mũi. Chỉ cần giảm mũi 2 lần là được. Ở chính giữa bây giờ đã thu lại, không còn mũi chính giữa nữa mà chỉ còn mũi hai bên. Đến cuối cùng thì mình sẽ giảm mũi thêm một lần nữa là được. Ở hàng cuối này mình sẽ giảm luôn 3 mũi tạo thành một. Và như vậy là chúng ta đã xong một bên tai. Các bạn sẽ kết thúc và các bạn cắt sợi. Phần mũ mình sẽ làm thêm phần dây buộc ở đây, cho nên cái phần sợi này các bạn cắt hơi dài ra bằng với cái đoạn dây mà chúng ta sẽ dùng để tết dây buộc. Tiếp tục mình sẽ móc tiếp phần tai bên này. Các bạn nối len vào vị trí mà các bạn đã đánh dấu ở đây. Chỉ cần đưa kim và lấy sợi len lên như thế này là được. Sau đó các bạn cũng móc mũi kép như bình thường. Và khi móc thì chúng ta sẽ giấu cái sợi thừa của cái sợi len vừa nối vào đây. Móc luôn vào. Chúng ta sẽ móc tai bên này tương tự giống như tai đầu tiên. Đó là móc mũi kép. Mình cũng đếm đủ 18 mũi kép. Và tới cái vị trí đánh dấu này thì chúng ta sẽ gỡ kim này ra. Và chúng ta sẽ móc tương tự giống như tay này. Đó là giảm mũi hai bên và giảm một mũi ở chính giữa. Mũi đầu tiên vẫn móc bình thường, mũi thứ hai bắt đầu giảm. Móc mũi kép cho tới
chính giữa thì chúng ta sẽ giảm mũi. Cái số mũi của mỗi cái mũ thì nó sẽ khác nhau, cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà giảm mũi của tai là hai bên và chính giữa. Còn số mũi ở trong này thì tùy các bạn, ví dụ như có bạn móc không phải là 18 mà là 20 hay 2 mũi gì đó thì các bạn cũng sẽ giảm mũi như vậy. Chứ mình ở đây nếu như mà mình đếm mấy mũi thì giảm một lần thì nó sẽ không đúng với một số bạn móc mũ to hoặc mũ nhỏ hơn. Cho nên là phương pháp thì mình sẽ giảm 3 vị trí như vậy. Các bạn cứ tùy theo cái số mũi mà các bạn đang móc thì các bạn giảm mũi. Các bạn cứ giảm như vậy cho tới hết phần tai bên này. Sau khi mà chúng ta móc xong cả hai bên tai thì chúng ta sẽ móc xung quanh để viền lại. Mình sẽ viền xung quanh cả hai tai cho tới phần mũ. Ở đây các bạn có thể viền cùng màu hoặc là viền khác màu đều được. Mình thì sẽ dùng luôn cái sợi đang móc ở phần cuối tai này. Mình sẽ viền luôn. Đầu tiên mình sẽ viền phần bên hông tai này. Thì các bạn sẽ móc lên một mũi bính. Móc một mũi đơn vào cùng chân với mũi bính này. Sau đó chúng ta sẽ móc một mũi bính. Các bạn móc một mũi đơn vào giữa hai mũi của hai hàng này. Ở giữa hai cái hàng này thì sẽ có một cái lỗ như thế này. Các bạn sẽ móc một mũi đơn vào đây. Tiếp tục móc một mũi bính và móc một mũi đơn vào giữa hai hàng. Một mũi bính và một mũi đơn vào giữa hai hàng. Các bạn sẽ móc như vậy, cứ một mũi bính, một mũi đơn ở giữa hai hàng thì chúng ta sẽ viền được cái phần bên hông của phần tai này. Sau khi viền hết một bên tai thì chúng ta sẽ viền phần mũ. Phần mũ này thì các bạn sẽ móc toàn bộ mũi đơn. Cứ mỗi một mũi này thì các bạn sẽ móc vào một mũi đơn. Móc cho tới khi tới phần tai bên phía bên kia thì chúng ta sẽ tiếp tục viền một bính một đơn. Đây là mình viền tới phần tai bên này. Các bạn sẽ bắt đầu móc cho mình một mũi bính, một mũi đơn vào giữa hai hàng. Một mũi bính và một mũi đơn. Chúng ta sẽ viền như vậy cho tới hết cả phần tai. Ở phần đỉnh của tai thì chúng ta sẽ móc vào phần đỉnh này khoảng 2 hoặc là 3 mũi đơn để cho nó có cái độ cong qua phía bên kia. Và tiếp tục các bạn sẽ viền ở phần tai này giống như là chúng ta đã viền ở phía bên này, là một bính một đơn, một bính một đơn cho tới phần thân mũ thì các bạn viền mũi đơn hết và tiếp tục trở về phần tai bên này một bính một đơn cho tới hết. Tới phần đỉnh tai thì các bạn sẽ kết tại đây. Sau khi chúng ta viền xong thì
mình sẽ nối lại với mũi đầu tiên này bằng một mũi trượt, và mình sẽ kết thúc cắt phần sợi này dài ra một đoạn. À, cái sợi này là mình để mình tết vào làm phần quai mũ luôn. Các bạn cũng có thể viền màu khác như thế này cho nổi cái đường viền lên. Bây giờ mình sẽ kết những sợi len vào phần tai và mình tết lại thành dây như thế này. Các bạn có thể dùng một màu hoặc là nhiều màu tùy ý. Ở đây thì mình sử dụng hai màu, bởi vì mũ của mình làm hai màu thì phần sợi dây mình cũng làm hai màu cho nó phù hợp. Chiếc mũ này các bạn có thể tạo ra rất là nhiều kiểu khác nhau. Ví dụ như là các bạn trang trí phần mũ này thành mặt gấu, mặt mèo, mặt chó, tùy theo ý của các bạn. Hoặc là như ở đây mình là làm thêm hai con mắt này, mình gắn vào đỉnh thành mũ con ếch nè. Thì các bạn tham khảo rất là nhiều cái mẫu mũ ở trên internet á, các bạn thấy những cái kiểu mũ người ta làm hình con vật rất là dễ thương, thì các bạn có thể áp dụng và các bạn thêu thêm ở trên thân mũ này cho đẹp. Hoặc là cũng có thể móc bông hoa và đính vô. Ví dụ như ở đây phần chiếc mũ này mình không có làm phần tai, mình chỉ làm mũ đội đầu bình thường cho bé thôi. Thì mình làm thêm bông hoa như thế này thì mình đính vào để làm mũ cho bé gái. Hoặc là các bạn cũng có thể làm thêm một quả bông để gắn vào phần đỉnh mũ. Các bạn biến tấu ra thành rất là nhiều kiểu mũ khác nhau. Cơ bản thì các bạn sẽ móc từ đỉnh móc xuống thêm cho phần mũ này to ra theo đúng số đo vòng đầu của bé, và các bạn sẽ móc thẳng xuống. Rất là dễ dàng đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ lấy cái sợi len này để mình kết vào phần tai. Thì cái chiều dài của sợi len này mình sẽ lấy chiều dài là khoảng tầm 50 cm, sau đó mình gấp đôi lại thì sợi len sẽ dài là khoảng 25 cm. Đây, mình sẽ đo sợi len là 50 cm, thì khi mình gấp lại sẽ có số đo là khoảng 25 cm. Còn các bạn muốn dây dài hơn thì các bạn đo dài hơn không sao hết. Ở đây mình cảm thấy 25 cm là vừa với bé của mình. Các bạn có thể làm dài hơn một chút xíu không sao. Các bạn sẽ cắt nhiều đoạn cùng một lúc, các bạn cứ lấy cái chiều dài chuẩn, sau đó chúng ta sẽ lấy gấp lại với nhau như thế này, cứ gấp hai đầu lại với nhau như thế này. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng kéo chúng ta cắt hai đầu. Các bạn muốn tết nhiều thì các bạn cắt nhiều sợi, còn các bạn muốn tết cái sợi dây nó mảnh hơn thì các bạn cắt ít sợi. Thì ở đây mình cắt tầm khoảng là 10 sợi thì mình sẽ kết vào một bên tai. Các bạn lấy kim móc nè, chúng ta đâm kim vào trong phần đỉnh của tai và các bạn sẽ lấy cái sợi len này qua.
móc từng sợi que cũng được. Mình sẽ móc hết tất cả những cái sợi len này qua. Và sau đó chúng ta sẽ kéo cho nó bằng nhau. Các bạn cầm những cái đầu của sợi len này, các bạn túm vào và chúng ta kéo cho nó bằng nhau. Sau đó mình sẽ chia ra làm 3 phần và mình bắt đầu tết thành giống như là tết tóc á các bạn. Chúng ta cứ tết như vậy cho tới hết cái phần dây này. Sau khi mà tết còn được một đoạn như thế này thì chúng ta sẽ dùng một sợi len chúng ta thắt lại. Các bạn lấy một sợi len ngắn thôi, chúng ta sẽ thắt cái chỗ cuối cùng này lại, thắt 2-3 vòng gì đó cho nó thật là chặt. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tỉa cái phần đuôi này cho nó đều nhau một chút cho đẹp. Tiếp tục thì các bạn sẽ kết sợi len vào phần tai bên này và các bạn cũng thắt lại như thế này. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn một chiếc mũ che tai mùa đông rất là ấm áp cho các bé. Thì các bạn có thể biến tấu thành nhiều kiểu mũ khác nhau tùy theo ý của các bạn. Chúc các bạn thành công.